khỏi bệnh viêm xoang sau hơn 40 năm khốn khổ nhờ bài thuốc đơn giản từ cây dao. Sau khi mổ vẹo vách ngăn, nguyên nhân dẫn đến viêm xoang tưởng chừng căn bệnh đã được giải quyết, nhưng bà Nga vẫn thường xuyên bị đau nhức. Cho đến khi xong mũi bằng cây dao thì bà đã khỏi hoàn toàn bệnh viêm xoang. Hơn 40 năm chịu những cơn đau nhức, bà Hoàng Thị Nga, 64 tuổi, trú tại phường Cự Khói, quận Long Biên, Hà Nội, không giấu được vui mừng khi chia sẻ về hành trình chữa bệnh viêm xoang của mình. Khi bà còn rất trẻ, khoảng hơn 20 tuổi, bà đã phát hiện mình mắc bệnh viêm xoang. Bà vốn là một giáo viên, việc hàng ngày tiếp xúc với bụi phấn càng khiến cho căn bệnh viêm xoang ngày một nặng. Sau khi đi khám, bác sĩ xác định bà bị vẹo vách ngăn. Sinh xong con gái đầu lòng được hơn một năm, bà quyết định mổ. Sức khỏe tốt hơn nên thời gian đầu bệnh tình thuyên giảm, nhưng cứ trái gió trở trời là bà lại đau nhức mũi trái và chảy nước mũi nhiều hơn. Đỉnh điểm là năm 2013, toàn bộ mũi, mắt, răng hàm và nửa đầu trái của bà đau nhức. Căn bệnh tái phát khiến bà thường xuyên mất ngủ, ngại đi đến những nơi đông người. Đặc biệt, vào sáng sớm hoặc về đêm, bà thường xuyên ho, khạc, khiến người thân vô cùng lo lắng. Bà cũng lấy làm ái ngại với hàng xóm vì tiếng ho, khạc của mình mỗi khi bệnh tái phát. Sau đó, con gái đưa đi khám tại phòng khám, rồi xong các loại thuốc đông y, nhưng bà vẫn đau nhức, vẫn chưa chữa khỏi hoàn toàn được bệnh viêm xoang. Hàng ngày, để bớt đau nhức, bà thường xuyên tập thể dục và massage nhẹ nhàng bộ khuôn mặt, đặc biệt là quanh mũi để cơn đau dịu bớt đi. 5 lần 7 lượt điều trị, thay đổi thuốc vẫn không có hiệu quả. Nhiều lúc tuyệt vọng, bà tưởng chừng mình sẽ phải chung sống với căn bệnh viêm xoang suốt cuộc đời. Thì may mắn thay, tại căn phòng điều trị viêm xoang cùng bà, có một chú bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa bắt cho bà cách chữa bệnh bằng cây quỳnh dao. Bà chia sẻ, tôi cũng đã từng đọc được cách chữa trị bệnh viêm xoang từ cây quỳnh dao trong cuốn tạp chí khoa học. Nhưng lúc đó tôi nghĩ, bản thân mình chữa trị khắp nơi còn chẳng khỏi, nói gì đến việc sử dụng cây cối xung quanh để chữa bệnh, nên tôi cũng không quan tâm lắm. Cho đến khi tôi nằm viện, trò chuyện với một bệnh nhân chung phòng, thì được chú Sơn, một đồng chí bộ đội đang công tác tại tỉnh Thanh Hóa, cũng mắc bệnh viêm xoang rất nặng, chia sẻ bài thuốc dùng cây quỳnh dao để chữa bệnh. Khi người nhà chú Sơn mang bình xông vào viện để cho chú xông, thì tôi có xin họ một ít cành dao cắt nhỏ về làm thử. Sau khi thấy hiệu quả thì tôi xuất viện và về nhà tiếp tục thực hiện bài thuốc. Nhanh chóng và khá bất ngờ, chỉ sau một tháng xong mũi bằng cây dao, bệnh viêm xoang của bà đã chấm dứt hoàn toàn. Những cơn đau nhức đã không còn, các triệu chứng khác của bệnh như chảy nước mũi, khó chịu ở cổ họng cũng đã được giải quyết tận gốc. Bí quyết chữa viêm xoang từ cây quỳnh dao. Có rất nhiều người bị nhầm lẫn giữa hai loại cây, kim dao và quỳnh dao. Thực chất, cây chữa bệnh xoang là cây quỳnh dao, thuộc họ xương rồng, không có lá và gai, có vị cay, hơi chua, tính mát, hơi có độc. Theo kết quả nhiều năm cho thấy, khoảng trên 90% người đã dứt bệnh xoang khi xong mũi bằng cây dao. Chính vì vậy, sau khi đã chữa trị thành công, bà Nga rất nhiệt tình và thường chia sẻ cách thực hiện bài thuốc hữu hiệu với mọi người xung quanh. Bà cho biết, hàng ngày tôi lấy khoảng 70 đến 100 gram cây dao mới cắt còn nguyên mũ, sau đó rửa sạch, dùng một ấm nhỏ bằng sứ luộc chín ấm, cắt nhỏ các đốt cây thành một nửa đốt ngón tay rồi thả vào ấm, đặt ấm lên bếp, vặn lửa thật lớn cho nước trong ấm sôi sùng sục. Khi thấy hơi xông ra nhiều từ vòi ấm thì bớt lửa nhỏ sao cho hơi vẫn còn bốc ra nhẹ ở vòi ấm, nhấc ấm ra khỏi bếp, dùng một tờ giấy quấn thành một cái ống dài khoảng 30-50cm, một đầu to, một đầu nhỏ. Đầu to đặt vào vòi ấm, còn một đầu cho vào mũi để hít hơi xông lên. Khi nào nước nguội, tôi lại đặt lên bếp đun khoảng 5 phút rồi tiếp tục xông tiếp lần 2. Mỗi ngày tôi xông khoảng 2 lần, vào sáng, chiều. Mỗi tối tôi lại xông 2 lượt. 2 ngày đầu tôi xông mỗi lần 20 phút,
từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 mỗi lần 25 phút, sau đó xong 30 phút, mỗi lần và duy trì liên tục như vậy trong vòng 1 tháng. Khi bệnh đã khỏi, tôi xong củng cố thêm vài lần, mỗi lần 45 phút rồi mới nghỉ hẳn. Bệnh tình của tôi giờ đã chấm dứt hoàn toàn. Chồng của bà Nga chia sẻ, vì nhựa của cây dao rất độc nên khi đi hái, tôi phải đeo găng tay để tránh bỏng da. Ngoài ra, lúc bà ấy xong, tôi cũng phải chú ý để tránh hơi xong tiếp xúc trực tiếp với mắt, tránh cho các cháu nhỏ lại gần. Thấy bệnh tình của bà ấy thuyên giảm, cả gia đình tôi mừng lắm. Vì điều trị viêm xoang bằng phương pháp này cần sự kiên trì và người bệnh cần thực hiện đúng như hướng dẫn thì mới có thể không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Rất nhiều người gặp khó khăn khi tìm loài cây quý này, nhưng bà Nga lại rất may mắn khi có hai người bạn cùng làm nghề giáo với bà trồng cây quỳnh dao tại sân nhà. Chính vì vậy, việc chữa trị bằng cây quỳnh dao của bà hết sức thuận lợi và hiệu quả hơn mong đợi. Giờ đây, sau hơn một tháng sử dụng đều đặn, dù thời tiết có thay đổi bất thường thì bà vẫn luôn vui vẻ bên gia đình vì không còn phải chịu những cơn đau nhức nữa. Bà Nga đã có thể yên tâm ăn ngon, ngủ ngon, sức khỏe của bà ngày càng tốt hơn. Bà cũng cảm thấy tự tin và thoải mái hơn khi giao tiếp với mọi người xung quanh vì không còn thấy khó chịu nơi cuống họng và không phải khụt khịt mỗi khi trò chuyện. Chia sẻ với phóng viên, lương y võ sư Nguyễn Hùng, chủ biên blog Sức Khỏe, một sáng lập ra hệ thống thế giới đông y với hơn 35 năm nghiên cứu và thực hành về đông y cho biết, tuy khoa học chưa chứng minh chính xác công dụng chữa bệnh viêm xoang của cây dao, nhưng theo khảo sát từ những bệnh nhân đã sử dụng phương pháp xoang mũi bằng cây dao, thì có đến 90% bệnh nhân đã chữa khỏi bệnh hoàn toàn nhờ cách chữa bệnh này. Gia đình ông bà Trần Ngọc Đảnh, Trần Thị Kim Phúc ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh có con trai bị viêm xoang từ năm 10 tuổi. Suốt nhiều năm điều trị ở khắp các bệnh viện, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Nhờ bài thuốc xoang mũi bằng cây dao, bệnh xoang của con trai ông bà đã được chữa trị. Hiện anh đang công tác tại Úc. Thời tiết vào mùa đông tại Úc khá khắc nghiệt, nhưng bệnh xoang vẫn không tái phát. Điều này càng giúp chúng ta khẳng định được công dụng tuyệt vời của cây dao. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai bị gai cọt sống thì không nên bỏ qua bài thuốc cực đơn giản này. Sau khi dùng cho mẹ để khỏi bệnh gai đôi cột sống, chị Phương Loan đã chia sẻ bài thuốc này với bạn bè và mọi người trên Facebook. Chị đã tìm thấy nhiều đồng minh cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh. Ai có mẹ già bị đau xương khớp, đặc biệt là bị gai cọt sống, đều sẽ thấy xót xa vô cùng. Mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ bị đau vùng cổ, thắt lưng, chị Phương Loan, quê gốc Đồng Nai, lại ứa nước mắt. Thương thay cho mẹ. Chỉ có điều, mẹ chị nhất mực không chịu đến bệnh viện. Bà cứ gàn con và bảo, mẹ sống chung với lũ cả 20 năm nay rồi, giờ đi khám làm gì cho phí tiền. Nhưng đấy là khi bà mới 70 tuổi, còn đi lại túc tắc được và thời tiết lúc đó ở miền Nam không quá khắc nghiệt. Sau đó, bà đã cùng cả gia đình chị Loan ra Hà Nội sinh sống, nên càng cảm nhận rõ rệt những cơn đau do căn bệnh này đem lại. Nhớ lại khoảng thời gian hãi hùng ấy, chị Loan chưa hết rùng mình. Tôi thương mẹ tôi lắm. Bệnh gai cột sống của bà khi ấy đã trở nặng đến mức suốt ngày đau tê ở cổ, rồi lan qua hai tay, đau dọc sống lưng xuống hai chân. Tôi có massage đấm bốt hay cho bà uống thuốc giảm đau cũng không ăn thua. Đêm đến, bà không dám làm phiền con cháu nên cứ rì rì khóc. Khi thời tiết ổn định thì mẹ tôi túc tắc đi khắp nhà, vui vẻ vì đỡ mệt, nhưng chỉ vài ngày sau, mức độ đau sẽ tăng lên gấp đôi. Khi tái khám, bác sĩ nói mẹ tôi đã bị rất nặng, dây thần kinh chèn ép quá nặng, không chừng chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ gặp chứng ống tủy, thu hẹp rối loạn đại tiểu tiện và mắc cảm giác toàn thân. Đến mức ấy thì mẹ tôi sợ quá, bà hốt hoảng xin tôi đưa đi khám. Của đáng tội là vì thằng cháu đích tôn vừa cưới vợ, vợ cháu lại đang mang bầu sắp đẻ. Mẹ tôi háo hức được nhìn mặt chắc nên rất muốn chữa khỏi bệnh,
để vào nam bế chắc một lần. Tôi chạy đôn chạy đáo khắp các bệnh viện đông, tây y ở Hà Nội. Nhưng tây y thì không tác động vì mẹ tôi đã cao tuổi, còn đông y kể cả chăm cứu cũng rất lâu khỏi. Buồn chán, tôi than thở với bạn bè qua điện thoại và đăng lên cả Facebook kêu la để đỡ stress. May thay cậu bạn cấp 3, khi đọc được chia sẻ của tôi, đã nhắn một tin nhắn đáng giá ngàn vàng. Mình sẽ mách cho mẹ cậu cách chữa bệnh bằng 3 loại thảo dược đơn giản, chanh, bưởi và ngải cứu. Chờ mình đi công tác về, rồi sẽ tận nhà chỉ cho bà nhé, 2 ngày nữa thôi. Mừng như trúng số độc đắc, tôi khoe ngay với mẹ. 2 ngày sau, cậu bạn tôi đến nhà và chỉ cho một bài thuốc vô cùng dễ làm và dễ dùng. Chỉ cần chuẩn bị 2 quả bưởi, 1 cái chanh bỏ hạt phơi khô, 200g ngải cứu khô. Đem tất cả các nguyên liệu xào vàng, hạ thổ rồi ngâm với 2 lít rượu, 200g đường phèn, trong 1 tuần cho ngấm rồi đảo đều. Để kỹ từ 3 tuần đến 1 tháng là có thể lấy ra dùng được. Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần uống một chén nhỏ khoảng 5-10ml sau ăn. Thời gian đầu dùng thuốc, người bệnh sẽ đau đớn vì công thuốc, nhưng chỉ cần cố gắng chịu đựng thì từ ngày thứ 7 trở đi sẽ thấy cảm giác êm ru. Tôi vội vã mua đầy đủ nguyên liệu trên và ngâm rượu cho mẹ dùng. Đúng như lời cậu bạn tôi nói, sau 7 ngày mẹ tôi như tìm lại được niềm vui sống. Bà ăn ngon miệng hơn, đi lại dễ dàng và ngủ gần 5 tiếng liên tục mà không đau e ẩm mình mẩy như trước nữa. Tôi mừng lắm, dục mẹ uống đều trong 1 tháng liền. Sau đó tôi gọi điện nhờ cậu bạn tư vấn xem nên uống tiếp thế nào. Cậu ấy cũng vui lây và bảo mẹ cậu bị đã lâu nên để bà uống đều đặn trong vòng 2-3 tháng. Sau đó nửa năm thì uống lại liên tục trong 1 tháng. Cách năm sau, mỗi năm uống 1 lần liên tục trong 1 tháng là được. Mẹ tôi đã chữa khỏi gai cột sống đơn giản chỉ bằng bài thuốc đó đấy. Tôi háo hức chia sẻ bài thuốc hữu dụng này cho bạn bè, họ hàng gần xa. Nhờ thế mà mẹ tôi đã có thêm nhiều đồng minh nữa trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đáng ghét này. Và thật tuyệt vời, ngay sau liệu trình đầu tiên, mẹ tôi đã đủ sức khỏe để bay vào Nam, chăm chắc mới chào đời. Bà vui mừng lắm. Qua tìm hiểu, tôi được biết, trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống, tận dụng những thảo dược dễ kiếm không có tác dụng phụ, nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. Trong bài thuốc kết hợp từ các thành phần trên cũng rất có lý. Bưởi bưởi có những phytochemica ngăn ngừa chất prostaglandin làm viêm khớp xương. Theo đông y, muối bưởi có vị ngọt, chua, tính hàn, có tác dụng kiên tỳ, giảm ho, tan đờm, chữa rối loạn tiêu hóa, đau đầy bụng, khó tiêu, đau khớp. Vỏ bưởi tính ấm, vị đắng, ngọt, có tác dụng tan đờm, giảm ho, điều hòa khí huyết, giảm đau. Ngải cứu thì tính ấm, có vị cay, có tác dụng ôn hòa khí huyết, hay được dùng chữa các bệnh đau đầu hoa mắt, nhức buốt xương khớp, đau thần kinh tọa. Chanh có chức năng giải độc, bảo vệ thành mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. Theo đông y, lá, rễ và vỏ quả chanh có vị the, đắng, mùi thơm, tính bình, có tác dụng tán phan giải nhiệt, hoạt huyết, thông kinh lạc, tiêu đờm, tiêu thực, giảm ho, sơ tiết can khí. Cây chanh thuộc nhóm 54 cây thuốc, có giá trị dược liệu cao nhất trong danh mục hơn 7.300 loại thực vật, được tổ chức Plan for a Future ở Anh Quốc phân loại và xếp hạng căn cứ vào giá trị dinh dưỡng cũng như dược liệu. Theo bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp chữa gai cột sống. Thêm nữa, vỏ bưởi và quả chanh đều có công năng hành khí nên có tác dụng chỉ thống giảm đau. Theo y học cổ truyền, thống, đau là do bất thông, ứ trệ, tắc nghẽn. Các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm, chữa thoái hóa cột sống. Mong là mọi người khi áp dụng bài thuốc này đều sẽ thành công và vui vẻ sống khỏe như mẹ tôi nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên.
hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bị những bệnh này, chỉ cần ăn đậu bắp là khỏi. Các bạn hãy lưu lại ngay để có sức khỏe tốt nhất. Ngừa ung thư vú. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil được đăng trên chuyên san Biology Letter cho thấy chất lectin có trong đậu bắp tiêu diệt tới 72% tế bào ung thư vú. Các chuyên gia còn nói rằng lectin nhỡ hạt đậu bắp trì hoãn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư vú tới 63%. Nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học Ba Lan và Pháp đăng trên chuyên san Phytotherapy Research cho kết quả lectin trong đậu bắp có tác dụng tiêu diệt các tế bào u ác tính. Trong thời gian điều trị 48 giờ, lectin giúp ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư tới 75%. Giảm cân hiệu quả. Đậu bắp có chứa chất xơ giống như mướp nên có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Khi ăn đậu bắp, bạn sẽ giảm được nguy cơ ăn vặt, nhất là ăn vặt vào bữa tối. Do vậy, bạn sẽ không phải lo đến khả năng ăn quá calo cho phép. Tốt cho thận. Với tác dụng lợi tiểu, nếu ăn đậu bắp hàng ngày sẽ giúp cơ thể giải độc thận và giúp bạn giảm cân nhờ đào thải được một lượng nước dư thừa. Đây cũng là một vũ khí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để loại bỏ tình trạng đầy hơi. Hỗ trợ khả năng sinh sản và sức khỏe khi mang thai. Hàm lượng folate trong đậu bắp cao là yếu tố đặc biệt quan trọng mà bạn nên cân nhắc khi muốn bổ sung vào chế độ ăn uống trước khi thụ thai, vì nó làm giảm tỷ lệ dị tật ống thần kinh ở con. Tương tự như vậy, ăn nhiều folate trong thời kỳ giúp hỗ trợ một người mẹ và em bé khỏe mạnh. Giảm bệnh hen và ngừa bệnh táo bón. Các chuyên gia cho biết, ăn đậu bắp giảm nguy cơ lên cơn hen ở những người mắc bệnh hen suyễn. Hàm lượng chất xơ có trong đậu bắp kích thích nhu động ruột, qua đó ngừa táo bón. Tốt cho người bị tiểu đường. Đậu bắp còn hữu ích cho bệnh nhân tiểu đường vì nó giữ ổn định lượng đường trong máu. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cát Lâm và Đại học Cát Lâm Trung Quốc, ăn đậu bắp cải thiện chức năng thận ở bệnh nhân tiểu đường. Bên cạnh đó, các đặc tính kháng khuẩn của đậu bắp giúp các cơn ho và giảm đau họng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Khi nhìn thấy dấu hiệu này của dưa hấu mà bạn ăn, bạn có thể loạn thần kinh hoặc u ác tính. Dưa hấu là thứ trái cây cả nhà em đều mê vào mỗi mùa hè. Đặc biệt, mẹ em thích món này và là siêu cao thủ chọn dưa. Mẹ em chọn quả dưa nào cũng đều đỏ ruột, nhiều nước và ngọt lắm luôn. Hôm vừa rồi em đi chợ một mình, thế là tự mua một quả dưa hấu về cho cả nhà. Em hăm hở lấy dao bổ dưa để mời cả nhà thưởng thức. Vừa lúc ấy mẹ em cũng về, nhìn thấy quả dưa trên tay em, mẹ em bảo: "Thôi, đừng tiếc mà ăn nữa, dưa như thế này chỉ có bỏ đi thôi con ạ." Em bí xị mặt mày, nhưng rồi cũng nghe theo lời mẹ, không ăn quả dưa đó nữa. Thì ra quả dưa em mua về, khi cắt ra đã có những vết nứt ở bên trong. Mẹ em nói đây là dấu hiệu của một quả dưa không nên ăn vì nó không đảm bảo chất lượng, do dưa đã được tiêm hóa chất. Ôi, em thật là đản trí quá đi mà. Mẹ em bảo dưa hấu tiêm thuốc thường là những quả dưa còn xanh, bị tiêm các chất phụ gia, chất tạo màu để có vị ngọt và màu sắc như dưa chín. Hầu hết những hóa chất dạng này đều không có bất kỳ thành phần dinh dưỡng nào. Để giảm giá thành và đánh lừa người tiêu dùng, nhiều tiểu thương còn dùng những phụ gia độc hại vốn dùng để sản xuất than đá, thuốc nhộm để bơm vào trong quá trình gia công thực phẩm. Những loại chất phụ gia này rất nguy hiểm cho sức khỏe con người, chúng có thể gây rối loạn thần kinh, thậm chí tạo nên những khối u ác tính nữa đó các chị ạ. Mấy hôm sau, em được mẹ dẫn ra chợ hướng dẫn mấy mẹo hay chọn dưa hấu. Nghe xong đúng là được mở mang tầm mắt luôn các chị ạ. Em kể các chị nghe mấy dấu hiệu chứng tỏ chắc chắn dưa đã được tẩm hóa chất.
các chị nhớ tránh chọn loại dưa này nhé. Khi nhìn thấy quả dưa hấu có lớp lông nhung bên ngoài, vỏ sẫm màu, hoa văn mờ nhạt là dấu hiệu của dưa đã tìm hóa chất kết chín. Dưa hấu ngon, an toàn, phải có vỏ trơn bóng, hoa văn rõ ràng, đường vân sắc nét, dưới đáy hơi vàng. Bổ quả dưa ra, nếu thấy dưa có các vết nứt bên trong thì đây là dấu hiệu của một quả dưa bị chín ép do tìm hóa chất. Các chị nên bỏ ngay, đừng cố ăn kẻo mang bệnh vào người. Cuốn dưa chuyển màu nâu đen, xoắn lại, giòn và dễ gãy là dưa thu hoạch đã lâu. Các chị nên chọn dưa có phần cuốn tươi và loại dưa mới được thu hoạch và hạn chế mua loại dưa héo để tránh gây hại cho sức khỏe. Khi thấy dưa hấu có phần ruột trắng lõi, càng ra phần ngoài rìa càng nhạt, hạt của quả dưa có màu trắng, vàng, thậm chí là trong suốt thì các chị cũng không nên ăn nữa nhé. Đó là những quả dưa đã được thu hoạch non, sau đó đã được tiêm hóa chất kích chín rất độc hại cho sức khỏe. Quả dưa ngon phải là dưa già, có hạt màu đen. Dưa có hai phần đầu mắt cân xứng, đầu này to, đầu kia lại nhỏ. Ở phần cuốn dưa hơi lõm vào bên trong một chút, các chị cũng không nên chọn mua vì đây cũng là một dấu hiệu của một dưa đã bị tiêm thuốc. Thuốc được tiêm vào dưa khiến quả dưa bị biến dạng như vậy. Trên đây là một số dấu hiệu bằng mắt thường có thể quan sát để xác định dưa hấu đã bị tiêm hóa chất. Các chị nhớ lưu lại để tránh chọn mua những loại quả này để không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia đình. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm chết người khi ăn trứng vịt lộn, nhưng nhiều người mắc cần bỏ gấp kẻo hối không kịp. Nhiều người nghĩ rằng thực phẩm bổ dưỡng càng ăn sẽ càng có lợi cho sức khỏe. Thế nhưng, thực sự thì bất cứ cái gì cũng vậy, nếu lạm dụng nó sẽ gây tác dụng ngược. Với trứng vịt lộn, nó không chỉ là hàm lượng cholesterol cao hay đầy bụng, khó tiêu, mà còn là chế độ dinh dưỡng bị mất cân bằng. Do đó, đừng để ngon miệng mà hại thân nhé. Dinh dưỡng từ trứng vịt lộn. Bên cạnh các dưỡng chất như 13,6g protein, 12,4g lipid, 82mg canxi, 212g phospho, một quả trứng vịt lộn còn chứa tới 600mg cholesterol, cao gần gấp 3 lần một quả trứng gà. Điều đó có nghĩa là nếu ăn hàng ngày, nó sẽ dễ gây ra các bệnh như huyết áp cao, tiểu đường, gan nhiễm mỡ do dư thừa lượng cholesterol. Đặc biệt, người đang mắc các bệnh này dễ bị nặng hơn, tăng nguy cơ bị đột quỵ. Riêng với trẻ em, hàm lượng dinh dưỡng dồi dào trong trứng dễ dẫn đến chứng đầy bụng, khó tiêu. Trẻ dưới 5 tuổi càng khó tiêu hơn nữa. Việc này dẫn đến trẻ biếng ăn do lúc nào bụng cũng ở trong trạng thái lưng lưỡng. Cũng vì những lý do trên, tiến sĩ Mai khuyên rằng với người trưởng thành, một tuần cũng chỉ nên ăn 2 quả, còn với trẻ từ 5 tuổi trở lên cũng chỉ nên ăn 1/2 quả mỗi lần, mỗi tuần từ 1 đến 2 lần là đủ. Dễ thừa vitamin A. Việc hạn chế ăn trứng vịt lộn không chỉ bởi nó có hàm lượng cholesterol cao mà còn vì chế độ dinh dưỡng của chúng ta cần phải phong phú với các loại thực phẩm. Nếu không, dễ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng. Ngoài ra, tiến sĩ Mai cũng cho rằng trong trứng vịt lộn có khá nhiều vitamin A nên nếu ăn thường xuyên dễ dẫn đến thừa loại vitamin này với các biểu hiện như mệt mỏi, đau đầu, khô da. Bên cạnh lưu ý trên, theo tiến sĩ Mai, chúng ta cũng không nên ăn trứng vịt lộn vào buổi tối vì nó dễ gây cảm giác ấm ếch, khó ngủ. Do đó, loại trứng này chỉ thích hợp ăn vào buổi sáng. Khi ăn, bạn nhớ ăn kèm thêm rau răm với gừng. Gừng sẽ giúp kích thích tiêu hóa, còn rau răm thì làm ấm bụng. Tuy nhiên, nếu đang mang thai ở 3 tháng đầu thì bạn nên hạn chế ăn rau răm vì nó có thể gây ra hiện tượng bong, sảy thai. Ăn như thế nào để có lợi cho sức khỏe? Nên ăn trứng vịt lộn vào buổi sáng, tránh ăn vào buổi tối vì hàm lượng dinh dưỡng trong đó cao.
Do vậy là món ăn khó tiêu. Nếu bạn ăn trứng vào buổi tối, khi đi ngủ sẽ bị khó chịu, đôi khi dẫn tới đầy hơi, không tiêu hóa được. Vì là món ăn rất bổ, giàu dinh dưỡng, nên việc ăn trứng vịt lộn mỗi ngày có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu, là nguyên nhân gây ra các bệnh về tim mạch, huyết áp, đái tháo đường. Mỗi người lớn khỏe mạnh, tốt nhất chỉ nên ăn 2 trứng vịt lộn mỗi tuần. Những người bị tăng huyết áp, tiểu đường, viêm gan, gan nhiễm mỡ, tim mạch, gút, nên kiêng hoặc không ăn nhiều trứng vịt lộn, tránh tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Phụ nữ có thai, ăn trứng vịt lộn không nên dùng với rau răm vì dễ gây chảy máu, sảy thai. Khi ăn trứng vịt lộn thường kèm với rau răm và gừng, bởi theo đông y, rau răm có vị cay nồng, mùi thơm hắc, tính ấm, tác dụng ấm bụng, chống đầy hơi, sát trùng, tán hàn. Rau răm còn có tác dụng làm sáng mắt, ích trí, mạnh gân có, tránh lạnh bụng, say nắng. Do vậy, điều mà ai cũng thấy đó chính là rau răm sẽ giúp cho người ăn trứng vịt lộn không bị lạnh bụng, đầy hơi, tránh được các vấn đề về tiêu hóa. Ngoài ra, ăn kèm rau răm với trứng vịt lộn có khả năng giảm bớt ham muốn tình dục, đem tới sự cân bằng âm dương cho cơ thể. Gừng tươi có tác dụng kích thích tiêu hóa, mạch tim, giải độc thức ăn, chống suy giảm tình dục. Dùng ăn để kích thích tiêu hóa, chữa dạ dày lành, đầy hơi đau bụng, kém ăn, co gân, chuột rút tiêu chảy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Điều kỳ diệu xảy ra khi uống rượu ổi mỗi ngày. Ổi là loại quả rất giàu vitamin C, khi ngâm cùng rượu sẽ có hương vị thơm ngon, đặc trưng và mang lại nhiều tác dụng như giảm mỡ máu, tốt cho hệ tiêu hóa. Quả ổi chứa ít chất béo bão hòa và có tỷ lệ vitamin C rất cao. Mỗi 100g chứa 486mg vitamin C. Vitamin C tập trung cao nhất ở phần vỏ ngoài. Càng gần lớp vỏ ngoài, lượng vitamin càng cao. Ngoài vitamin A, C, quả ổi còn có quercetin, một chất có tính chống oxy hóa cực mạnh, có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng trong nhiều chứng viêm nhiễm mãn tính như xỉn, dị ứng, tim mạch, thấp khớp, lửa loét, ung thư. Uống rượu ngâm ổi mỗi ngày có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ hệ tim mạch của cơ thể. Rượu ổi có tác dụng đặc biệt hiệu quả trong việc trị các bệnh về đường ruột như đầy hơi, đầy bụng, ợ chua, rối loạn tiêu hóa, kém hấp thụ. Bên cạnh đó, rượu ổi còn giúp hỗ trợ quá trình sản xuất collagen, một hoạt chất cần thiết để cho làn da căng mọng, củng cố độ bền cho khớp xương sườn, thấp khớp. Cách ngâm rượu ổi. Chuẩn bị: ổi để ngâm là ổi găng hoặc ổi mỡ, không nên chọn các loại ổi khác để ngâm. Chọn quả chín, sáng màu, không bị dập nhũn, thâm vỏ. Chọn ổi chín mà vẫn chắc tay, da căng sáng bóng thì rượu ngâm sẽ rất ngọt thơm. Rượu ngâm là rượu trắng, ngon nhất, nên là rượu nếp, có nồng độ từ 35 đến 38 độ. Đường phèn sạch. Thực hiện: rửa sạch các nguyên liệu để khô ráo nước. Dùng dao cắt bỏ cuống và nấm quả. Có thể gọt bỏ vỏ hoặc để cả vỏ ngâm rượu. Có thể chọn cách ngâm nguyên quả hoặc bổ đôi để rút ngắn thời gian ngâm. Cho ổi vào bình ngâm cùng rượu và đường phèn theo đúng tỷ lệ: 1 ký ổi với 1 lít rượu và 300g đường phèn. Đậy kín nắp bình rượu ổi ngâm để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời, nhiệt độ khoảng tầm 25 độ C. Cách dùng: với loại rượu ổi ngâm nguyên quả thì sau 2 tháng có thể sử dụng, loại quả bổ đôi thì chỉ sau 1 tháng là dùng được. Rượu ổi càng để lâu uống càng ngon. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần một chén nhỏ trong bữa ăn. Không nên dùng quá liều sẽ phản tác dụng.
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cây sáu hổ chữa khỏi đau nhức xương khớp chỉ trong 4 đến 5 ngày. Nhiều người biết đến công dụng của cây sáu hổ để chữa bệnh mất ngủ, nhưng không biết đây còn là loại thảo dược chữa đau nhức xương khớp lâu ngày rất tốt. 1. Mô tả. Cây sáu hổ họ trinh nữ, còn được gọi với những tên khác như trinh nữ, cỏ thẹn, mất cỡ, hồn tù thảo. Sáu hổ là loại cây thần thảo sống lâu năm, mọc thành bụi lớn, cao khoảng 30-40cm. Thân cây gồm nhiều cành mọc lòa xòa, có lông và gai nhỏ. Lá là dạng kép, thường cụp lại khi đụng phải. Hoa sáu hổ mọc ở kẽ lá, được xếp thành đầu tròn, màu tím hồng, có bốn cánh bốn nhụy, bốn noãn, bốn cánh dính nhau ở nửa dưới. Hoa thường nở từ tháng 6 đến tháng 8. Quả sáu hổ thắt lại giữa các hạt, có nhiều lông cứng. 2. Dược tính. Cây sáu hổ thường được dùng làm cây thuốc, toàn cây gọi là hàm tu thảo. Cành lá thu hái vào mùa khô, dùng tươi hoặc dùng khô, rễ đào quanh năm, rửa sạch, thái mỏng, phơi khô. Theo y học cổ truyền, cây sáu hổ có vị ngọt, hơi sơ, tính hơi hàn, có tác dụng trấn tĩnh, an thần, chống viêm, làm dịu đau, hạ áp, tiêu tích, lợi tiểu. Các nghiên cứu hiện đại cho thấy cây sáu hổ có tác dụng ức chế thần kinh trung ương. Kết quả thu được đã chứng minh kinh nghiệm dùng sáu hổ chữa mất ngủ trong dân gian là đúng. Các bộ phận của cây sáu hổ khi dùng làm thuốc có những dược tính như sau. Cành và lá cây có vị ngọt, hơi đắng, tính lạnh, hơi có độc, tác dụng thanh can hỏa, an thần, tiêu tích, giải độc. Dùng để chữa viêm ruột, viêm dạ dày, mất ngủ, trẻ em can tích, mắt nóng, tướng đau, sưng tấy, mương mủ ở phần sâu. Liều dùng 15-30g dưới dạng thuốc sáp hoặc nấu với thịt, dùng đất ngòi không kể liều lượng. Rễ cây có vị chát, hơi đắng, tính ấm, có độc, tác dụng chỉ khái hòa đàm, thông kinh hoặc lạc, hòa vị, tiêu tích, dùng chữa viêm khí quản mãn tính, phòng thấp đau nhức, viêm dạ dày mãn tính. Liều dùng 10-15g dưới dạng thuốc sắc hoặc ngâm rượu mỗi ngày. 3. Kinh nghiệm chữa đau nhức xương khớp bằng cây sáu hổ. Nhiều người biết đến công dụng của cây sáu hổ để chữa bệnh mất ngủ, nhưng không biết đây còn là loại thảo dược chữa đau nhức xương khớp lâu ngày rất tốt. Kinh nghiệm dân gian của người dân các vùng Diễn Châu, Nghệ An và một số địa phương thuộc miền Nam cho thấy loại cây này dùng để chữa bệnh xương khớp rất hiệu quả. Các bài thuốc cụ thể như sau. Chữa đau nhức xương khớp lâu ngày. Dùng rễ cây sáu hổ thái thành từng miếng mỏng phơi khô. Ngày dùng 120g đem rang lên, sau đó tẩm rượu 35-40 độ, rồi lại rang cho khô. Thêm 600ml nước, sắc còn 200-300ml, chia làm 2-3 lần uống trong ngày. Bài thuốc này thường dùng 4-5 ngày là thấy kết quả. Chữa đau lưng, đau nhức xương khớp, chân tay tê liệt. Rễ sáu hổ 30g, thái mỏng, tẩm rượu, sao cho thơm, sắc với 400ml nước còn 100ml, chia uống làm 2 lần trong ngày. Rễ sáu hổ khi thêm gai tầm sọng, dây đau xương, thiên niên kiện, thổ phục linh, tục đoạn, dây gấm, kê huyết đằng, mỗi thứ 12g, sắc uống ngày 1 thang. Rễ sáu hổ, rễ bưởi bung, rễ cúc tần, mỗi thứ 20g, rễ đinh lăng, rễ cam thảo dây, mỗi thứ 10g, sắc uống ngày 1 thang, có thể ngâm rượu. Hỗ trợ điều trị và dự phòng thái tác đau xương, thấp khớp, tê thớp. Rễ cây sáu hổ và rễ cây lá lốt, mỗi thứ từ 15-20g khô, sắc uống trong ngày. Dùng nước sắc cây sáu hổ và cây lá lốt cho thêm một chút muối ăn để ngâm các khớp,
bị bệnh trong thời gian chừng 20 đến 30 phút khi nước thuốc còn ấm. Thuốc xong tắm chữa viêm khớp. Cây sáu hổ lá lót mỗi thứ 40 đến 50 g, lá lòng não 20 g, quế chi 15 g, hắc hương, tiết tô, cây hì thiêm, lá ngải cứu. Đơn tướng quân mỗi thứ 30 đến 40 g. Cho tất cả vào nồi, thêm nước xăm xấp đun sôi tới khi có mùi thơm tỏa ra. Trùm vải kín để hơi nước thuốc ngấm vào bộ phận bị bệnh. Xong khoảng 10 đến 15 phút mỗi ngày, tới khi mồ hôi ra toàn thân thì dừng lại. Nên xong hoặc tắm hơi ngày một lần, mỗi liệu trình 2 tuần, sau đó nghỉ một tuần rồi làm tiếp liệu trình khác. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.